Có cái mèo quái quái ở ngoài vườn mình đó mà. Đây, nằm trong cái xe, nằm đế nó cuộn cuộn nằm trong cái xe, bứng cái xe lên. Chắc tới đây quá. Cắt tóc cao. Nó có cái thành kiền lắc lắc này này. Cái này này. Rồi, cái này dễ sống nha các bạn, mình không có phân thuốc gì hết. Trồng nhà vườn. Vườn nhà. Lâm giả gì cả. Có cò xoay nó quái không cao. Vừa cứ đùm tay mình chứ. Cao lên khoảng gan, cao lên khoảng 22. Trong cái màu lắc lắc. Đồ quái. Nhìn không biết giống con gì đi nữa nè. Một chắc có thể cắt ngang đây để gửi. Đây, cắt cho cao lên ngang đây để gửi nè. Cái này bao sống luôn nha bạn. Mèo quái quái. Anh nằm chốt mai mình bứng lên mình gửi. Nguyên cái tàn luôn nè, để nguyên si luôn nữa nè, để cho bạn biết. Đây đang khỏe mạnh. Vườn nhà. Bứng lên bán thôi.